Ý lên tên. Đây là khách hàng, còn đây là deadline. Làm mày, lẹ lên. Mày điên hả? Cái gì vậy? Điên hả? Làm lẹ lên đi cha. Từ từ, mày mới làm tao rối á. Suy nghĩ nữa hả? Kịp, chắc chắn kịp. Yên tâm. Anh Thủy Linh Tinh ơi, deadline đang tiến tới rồi. Mày nhìn ok chưa? Ngon lành rồi đó Thủy Linh Tinh. Bây giờ cái này mình chỉnh cái logo là chỗ tao phone nè, xích qua bên trái chút. Rồi. Ngon lành. Rồi, gì nữa? Cái gì thiếu thiếu ra. Cho một câu slogan của nó vô nữa. Quăng qua đây, nhanh lên. Trợ thủ bất lực. Kiếm gì tao kiếm cho làm lẹ đi. Kiếm gì tao cây búa. Đâu rồi? Búa này. Tao chiến à, mày ê, ê, mày làm gì đánh tao? Mày làm gì đánh tao? Mày là tao, tao thì chết mày chết bây giờ. Ngày hôm nay tao sẽ chấm dứt cái chuyện mà mày sai chính tả. Tao sai cái gì nữa? Tao sai cái gì? Mày sai cái gì không? Mày còn hỏi nữa. Mày sai gì? Mày sai, mày nhìn đi. Trợ thủ bất lực. Ê, đắc hay bất gì mày không phân biệt được hả? Thì tao cũng đúng ba chữ rồi mà. Đúng ba chữ. Sai chính tả hoài, mày sai hoài. Mày giữ bất lực á. Trời trời ơi, cái tụi phóng viên nó tới rồi kìa, ở ngoài nó bu nó vô rồi, tới trong này rồi kìa. Mày làm lẹ giùm tao cái đi Thủy Linh Tinh ơi. Mày làm tao rối, mày bình tĩnh đi. Từ từ, xong rồi nè. Xong. Thủy Linh Tinh. Trời ơi trời. Mày nghĩ sao mày cầm cái viết đó mày vẽ lên trên cái màn hình vậy? Tại sao nãy giờ mày không làm? Nãy giờ nè, thấy chưa, hai cái bút. Mày coi mày cầm cái viết gì kìa. Bút lông. Vậy là dễ nhất like nữa rồi Thủy Linh Tinh đó. Trời ơi mày giết tao đi, mày giết tao đi. Kỳ này khách hàng giết chết rồi. Trời ơi khách hàng nó giết tụi mình. Khách hàng không giết mày, tao cũng giết mày Thủy Linh Tinh ơi. Mày đi hả? Rồi bình tĩnh coi. Không bình tĩnh được, bây giờ phóng viên nó đang kéo sắp vô tới trong này rồi kìa. Trời ơi. Mày thấy được cái IQ của tao đang chạy không? Mày thấy tao đang chạy số không? Đang ngồi điên đó. Từ từ đi, bình tĩnh đi. Tao có cách rồi. Đây là bí thuật. Dằn xuống. Thở đều. Điên này giờ này mày còn lấy sữa chua mày ăn hả? Mày nhìn đi. Mày nhìn kỹ vào. Mày thấy gì chưa? Sữa chua. Hết hạn 4 năm trước rồi mày đưa tao chi hả thằng đi? Đúng. Tao sẽ chết. Chết là hết deadline. Trời ơi trời. Tới cỡ đó luôn hả trời. Tự nhiên mày đòi chết lúc này vậy Thủy Linh Tinh. Trời ơi. Mày không được chết. Được. Mày bình tĩnh đi, mày bình tĩnh đi. Tao chết. Tao sắp chết rồi đó. Tao chết là tao hết deadline. Trời ơi. Cái thằng này. Bây giờ nó định. Nhưng mà mày còn sống. Bỏ chữ ơn. Mày còn sống. Mày trả nợ deadline. Tao chết. Không tao được. Tự tử. Không được. Thủy Linh Tinh. Không được. Thủy Linh Tinh. Đi ra phóng viên vô tới rồi. Thủy Linh Tinh. Tao chết. Đi với tao. Đi ra ngoài với tao. Mày để tao chết đi. Đi ra gặp phóng viên với tao. Mày gãy đứng rồi. Mày đứng thẳng lên. Cười. Một nụ cười thân thiện cho tao. Lẹ lên. Có gì cũng phải cười thân thiệt. Rồi. Cười thân thiệt cho tao. Tao nhưng mà tao sẽ chết. Không chết. Quên cái chữ chết đó đi.